Chào tất cả anh em thợ nha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái dòng dòng Sirius FI nhé. Thì về phần chân ACM và báo lỗi của nó nhé. Thì mình cũng chia sẻ để anh em thợ nào chưa có cái bảng báo lỗi của nó và các chân màu chân rắc thì mình sẽ viết ra đây và mình chia sẻ cho anh em. Thì anh em nếu anh em gặp phải thì anh em xử lý cho nhanh nhé. Hơi tối một chút nhưng mà mình sẽ quay từ từ và chia sẻ từ từ cho anh em để anh em xử lý nhé. Đây là vị trí chân ACM của xe Sirius FI. Thì mình sẽ đọc từng phần một và quay chậm để cho anh em anh em nhìn rõ hơn, thì có thể anh em chụp vào đây. Mình sẽ quay từ từ chậm để cho anh em xem nhé. Thì mình sẽ đọc luôn, thì để anh em nếu không anh em không nhìn rõ thì anh em có thể nghe mình nói, thì nếu gặp phải trường hợp nào thì anh em thể xem video của mình để phân biệt được. Thực ra thì mình cũng muốn chia sẻ từng ban bệnh, thì nếu mà trường hợp con Sirius FI mà nó bị báo lỗi hoặc là nó có vấn đề đường dây hoặc hỏng hóc gì thì mình sẽ chia sẻ lên để anh em xử lý cho nó nhanh nhé. Thì có căn bệnh mới nào, thực ra thì cũng rất là khó vì mỗi một đời xe nó có một cái căn bệnh khác nhau. Thực ra có những lúc có căn bệnh nhưng mình không thể nào thời gian quay kịp vì khách cũng ở đó, thì nhiều khi nhiều khách người ta vội, người ta không để xe lại thì cũng rất là khó để quay lên để chia sẻ. Thì mình cứ giúp được cái gì anh em thì mình giúp nha. Mình sẽ đọc lần lượt từng chân và màu và những cái phần báo lỗi của con Sirius FI này nha. Thì chân số 1 là màu đen, là mát sườn. Chắc chắn anh em nào làm dòng IA thì chắc chắn là biết rồi. Cái mát của dòng IA thường là nó dòng xe số thì thường là nó khác với dòng Honda. Chân số 1 là đen, là mát sườn. Chân số 5 là màu đỏ, là lửa kích anh em nhé. Thì thường lửa kích này nó sẽ báo lỗi số 12, trường hợp đứt hoặc là chạm mát các thứ. Chân số 6 là chân màu đỏ sọc trắng, nửa sau ổ khóa và cầu chì. Chân số 7 đen sọc trắng mát sườn. Cái này thì chân này là chân từ ACM ra nha anh em nhé. Chân số 9 đen xanh. Đen xanh là mát kích, cũng báo lỗi 12 luôn anh em nhé. Chân số 11 là lâu trắng, cảm biến khí nạp, nó có lỗi là 22. Chân số 12 cam sọc đen là kim phun, sẽ báo lỗi là 39. Chân số 19 là xanh biển, cảm biến TB, nó sẽ có lỗi là 15, 16. Chân số 21 là màu hồng, cảm biến MAB, sẽ báo lỗi là 13 hoặc 14 anh em nhé. Chân số 22 xanh lá đỏ, xanh xanh lá sọc đỏ, cảm biến nhiệt độ, có lỗi là 28. Chân số 23 là cam, là mô bin sườn, báo lỗi 33. Chân số 25 xanh sọc đen là bơm xăng anh em nhé. Chân số 26 là xanh lá,
báo đen FI. Chân số 29 là đen sọc xanh, là mát cảm biến bộ 3. Chân số 31 đen sọc xanh là mát của cảm biến nhiệt độ, nó sẽ có lỗi là 28. Chân số 32 vàng là màu vàng cảm biến TB, nó sẽ báo lỗi 15 hoặc 16. Chân số 33 xám đỏ cảm biến oxy, báo lỗi 24. Đấy thì chủ yếu là mình để anh em biết cái màu dây của nó, nếu trường hợp bị báo lỗi thì anh em có thể kiểm tra dây của nó đứt chạm mát đâu đấy thì anh em kiểm tra cho mình thì để xử lý cho nhanh. Còn đâu có xe nào thực tế nhất, có xe nào thực tế nhất thì mình sẽ quay lên để chia sẻ anh em. Đây thì mình sẽ quay một lần nữa để anh em, nếu anh em gặp phải thì anh em có thể xử lý cho nhanh nhá. Để mình quay một lượt, mình sẽ quay chậm. Nếu anh em nào chưa có bảng mà nổi thì lên khó. Một lần nữa anh em nhé. Anh em nào chưa có bảng vị trí chân ACM Sirius thì cứ lưu vào cho mình thì để anh em có thể gặp phải thì anh em xử lý nha. Mình cũng quay thêm để anh em có thể lưu cho rõ thôi. Đây mình sẽ quay chậm và rõ hơn. Anh em nào cần thì lưu ý lưu vào. Anh em nào không cần thì thôi nha. Mình sẽ quay chậm để anh em có bảng báo lỗi này cho chuẩn. Nào mình sẽ làm đầy đủ chi tiết từng dòng xe một. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Có video nào mới nhất thì mình sẽ chia sẻ. Rồi mình quay lên để chia sẻ anh em nha. Rồi, chào anh em nha.